VinFast VFE34 đến tay khách Việt ngày 25 tháng 12. Khoảng 100 chiếc VFE34 trong lô xe đầu tiên sẽ đến tay khách Việt vào ngày 25 tháng 12, sau khi được cấp các chứng nhận từ Cục Đăng Kiểm. Chiều hôm qua, VinFast công bố sẽ chính thức bàn giao lô ô tô điện VFE34 đến tay người dùng vào ngày 25 tháng 12, sau khi hoàn thiện toàn bộ quy trình, thủ tục và thử nghiệm từ hãng và Cục Đăng Kiểm Việt Nam. VFE34 cũng nhận được các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ Cục Đăng Kiểm, đáp ứng đủ các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, chất lượng theo quy định. Song song với quá trình này, hãng cũng đang hoàn tất những thử nghiệm cuối cùng theo tiêu chuẩn quốc tế. Lô VFE34 đầu tiên sẽ được bàn giao cho những khách hàng đặt trước. Lô tiếp theo dự kiến khoảng 2.000 chiếc đến tay người dùng trong tháng 1 năm 2022. Lượng xe còn lại sẽ được hãng giao trong thời gian tiếp theo. Hiện, VinFast đã nhận hơn 25.000 đơn đặt hàng cho VFE34. 40% trong số đó thực hiện trên nền tảng online. Xe có giá bán 690 triệu đồng, được bảo hành 10 năm. Khi pin bị giảm khả năng tích điện dưới 70%, hãng sẽ đổi miễn phí pin mới cho người dùng. Hiện, hơn 40.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện VinFast đã sẵn sàng hoạt động.